Đây là chuyên mục sách nói, chuyên về các cuốn sách tài chính cá nhân. Nếu có điều kiện mua sách, bạn hãy mua để ủng hộ tác giả. Thịnh vượng tài chính tuổi 30 tập 1. Nhóm tác giả Gu Duk Song, Chom Song Jin và Choi Byung Hee. Chương 3: Vì 30 năm tuổi già thịnh vượng. Nếu nâng cao tỷ lệ lợi nhuận, bạn sẽ thấy đáp án cho tuổi già. Mình ơi, mình dậy đi, đã 7 giờ rồi. Ừ, đã 7 giờ rồi à? Mình mau dậy rồi rửa mặt đi, bữa sáng em đã chuẩn bị xong rồi. Được rồi, anh dậy ngay đây. Không còn cách nào khác khi Miên Xúc phải bước ra khỏi giường. Bóng nắng mùa xuân đã in dài trên nền tường trong phòng thông qua cánh cửa sổ. Hai à! Sau khi vươn vai, anh kéo chăn ra và bắt đầu bước xuống dưới. Ngày cuối tuần không được nghỉ vì tìm kiếm thông tin trên mạng liên quan đến đối sách chuẩn bị cho tuổi già, nên giờ người anh uể oải và nặng nề. Điều chỉnh nhiệt độ bình nóng lạnh cho phù hợp và đứng dưới làn nước ấm, anh có cảm giác mệt mỏi dường như tan biến. Anh ăn qua loa rồi mặc quần áo và đi xuống bãi đỗ xe, cho chìa khóa vào ổ và anh đột nhiên nghĩ. Không hiểu chiếc xe này có phải là quái vật ăn tiền không nhỉ? Tiền trả góp hàng tháng tính ra chỉ 600.000 won, nhưng còn tiền xăng hàng tháng ít ra cũng 300.000. Tiền bảo hiểm, tiền bảo dưỡng, rồi tiền thuế, tổng cộng cả tháng cũng hết gần 4,5 triệu won. Thế nào cũng phải chào tạm biệt với mày thôi. Vâng, tôi là Kim Min Suk, trưởng phòng kế hoạch và tài chính đây. Min Suk à? Tớ là Unhu đây, lâu rồi bọn mình không gặp nhau, tối nay hai đứa làm chén chứ? Được chứ, cậu không rủ thì tớ cũng đang thèm rượu đây. Sau khi ăn cơm trưa xong, rồi lại vùi đầu vào mạng, Kim Min Suk không thể không vui mừng trước cuộc gọi điện của Yang Unhu. Nhìn bộ dạng của mình trong giấc mơ mà tiên ông đã chỉ cho, anh lại càng ghen tị hơn với cuộc sống của Yang Unhu khi đó. Anh cũng ước mơ rằng mình sẽ có một cuộc sống như thế. Hiện tại, Giang Ungu đang làm việc với vai trò tư vấn tại trung tâm Private Bank của ngân hàng, nên cứ khi nào gặp là Giang Ungu lại bàn bạc sôi nổi nào là về ký quỹ, bất động sản hoặc gửi tiền tiết kiệm. Bình thường, Kim Min Suk luôn cảm thấy bất mãn bởi chi vi Giang Ungu mà mất không khí của tiệc rượu, nhưng lần này thì hoàn toàn khác. Đến hơi muộn một chút, ngay từ ngoài cửa, Kim Min Suk đã nhận ra Choi Kyung Won, người đang ngồi trong bàn ăn, vừa nướng thịt vừa nâng chén rượu. Đó đúng là người bạn cấp 3 của anh, hiện đang làm việc tại một công ty bảo hiểm. Sau khi nói với nhau về hiện trạng của mình, chén đi chén lại, Kim Min Suk bắt đầu thổ lộ những băn khoăn của mình. Này, các cậu đang chuẩn bị thế nào cho tuổi già của mình? Giang Ungu và Choi Kyung Won đều trợn tròn mắt ngạc nhiên trước câu hỏi khác hẳn tính cách của Kim Min Suk thường ngày. Hai người ngạc nhiên như thể ngày mai mặt trời sẽ mọc ở đằng Tây, còn Kim Min Suk chẳng có biểu hiện gì cả, mà chỉ dốc chén lên uống tiếp. Giang Ungu bắt đầu hỏi trước. Nếu là Kyung Won và mình thì đương nhiên việc chuẩn bị cho tuổi già đã được bắt đầu từ lâu rồi. Ngay sau khi vào ngân hàng, ngoài khoản tiền tiết kiệm, mình còn tham gia vào một sản phẩm bảo hiểm niên kim cũng được khoảng gần 10 năm rồi. Cách đây không lâu, mình tăng thời gian bảo hiểm lên 20 năm và còn tiết kiệm một khoản riêng vào quỹ tiết kiệm. Kyung Won à, cậu cũng làm vậy đúng không? Ừ, trước khi vào làm lại công ty bảo hiểm, mình cũng đã tham gia vào bảo hiểm niên kim rồi. Sau khi vào làm lại công ty, mình cũng đã tham gia vào bảo hiểm niên kim và bảo hiểm khả biến. Min Suk thì sao? Cậu cũng làm như mình chứ? Thì ra là vậy, các cậu đều đã có chuẩn bị trước cả rồi. Nhưng sao lại chỉ có mình thế nhỉ? Mình không hề suy nghĩ gì về vấn đề này cả, cho đến bây giờ. Kim Min Suk định kể cho Giang Ungu nghe câu chuyện của tiên ông và tương lai mà mình nhìn thấy, nhưng anh quyết định sẽ giữ kín. Mình cũng thử tìm cách này cách nọ, nhưng chưa có đáp án. Nhìn xuống chén rượu, Kim Min Suk tiếp tục câu chuyện.
Hiện giờ thu nhập của mình và vợ mỗi tháng khoảng 5,8 triệu won, nếu trừ đi các khoản chi phí như chi phí sinh hoạt, lãi suất trả vay mua nhà, tiền trả góp mua xe, rồi các chi phí khác, thì sẽ để dành ra được khoảng 620.000 won, có nghĩa là vợ chồng mình tiêu gần hết số tiền kiếm được. Vì vậy, cuối tuần vừa rồi, mình và vợ đã ngồi bàn bạc với nhau sẽ điều chỉnh lại chi tiêu. Nếu làm vậy thì hàng tháng nhà mình sẽ tiết kiệm được khoảng 1,79 triệu won. Nếu nhà mình cứ duy trì được mức tiết kiệm này thì chắc là không có vấn đề gì lớn. Vấn đề ở đây là sau 5 năm nữa, vợ mình sẽ phải nghỉ việc, rồi chuyện học phí của con cái và vợ mình khi nghỉ làm, thì số tiền tiết kiệm lúc này chỉ còn được 500.000 won. Nếu cứ tiếp tục tiết kiệm với mức đó, thì đáp án cho tuổi già chẳng có gì khá khẩm hơn. Nhà cũng phải mở rộng hơn, tiền học cho con đầu, rồi đứa thứ hai sắp ra đời nữa. Lại còn phải tiết kiệm cho cuộc sống về già sau này, rồi còn chuẩn bị tiền vốn để tiết kiệm hoặc đầu tư. Nếu thử chia 150.000 won thì một năm sẽ là 1,8 triệu won, 10 năm sau tính cả tiền lãi tiết kiệm thì cũng chỉ được 20 triệu won đúng không? Với 20 triệu won thì không thể mơ đến việc chuyển nhà được. Phải tiết kiệm 20 triệu won trong 10 năm thì tiền học của con cái hàng tháng mấy trăm nghìn won cũng còn chưa đủ nữa. Vấn đề quan trọng nhất là mỗi tháng mình phải để ra được 150.000 won thì sau 25 năm nữa cũng chỉ được 68 triệu won mà thôi. Tuổi già của mình có vẻ mờ mịt quá. Mình cố vắt óc nghĩ thế nào cũng không thấy đáp án. Chẳng có đáp án gì cả. Haha, hình như cậu cũng bắt đầu trưởng thành rồi đấy. Khi mình nói với cậu là hãy chuẩn bị đi thì lẽ ra đại gia như cậu phải làm theo chứ. Giang Un Gu nói nửa đùa nửa thật, rồi rót rượu vào chén của Kim Min Suk và tiếp tục câu chuyện. Min Suk à, cậu không cần phải lo lắng quá đâu, vẫn chưa quá muộn thì chắc chắn sẽ vẫn có cách mà. Nhưng mà nếu như hôm nay đàn anh này tư vấn cho cậu miễn phí thì cậu sẽ mời rượu chứ? Được thôi, nếu cậu giải quyết mọi vướng mắc của mình thì chút rượu này có là gì? Được, trước hết là vấn đề cậu đang băn khoăn là khả năng tiết kiệm. Có mấy cách để tăng thêm khoản tiền tiết kiệm. Trước hết là tăng thêm thu nhập hoặc là giảm bớt chi tiêu. Cậu có thể nghĩ đến cách đó để tạo ra khả năng tiết kiệm. Mình biết, vì vậy mình đang cố gắng để giảm bớt các khoản chi tiêu. Nhưng cậu vẫn nói là không có đáp án. Min Suk à, mình cũng đã từng có suy nghĩ giống cậu. Nhưng việc tăng thêm thu nhập hoặc giảm bớt chi tiêu để tăng thêm số tiền tiết kiệm cũng chỉ có giới hạn. Đại đa số các gia đình là vậy. Hơn nữa, thời gian làm việc ngày càng ngắn đi, còn thời gian tuổi già lại ngày càng dài hơn, nên việc nâng cao khả năng tiết kiệm đơn thuần sẽ có hạn chế nhất định. Nói một cách đơn giản, chúng ta kiếm tiền trong 25 năm và phải trải qua 30 năm tuổi già, nên ta sẽ phải tiết kiệm trên 50% thu nhập hiện tại thì mới có thể trải qua tuổi già của mình bằng với mức sống hiện tại. Điều này về mặt thực tế là không thể. Nếu vậy, mình phải làm gì? Đáp án nằm ở tỷ lệ lợi nhuận. Tỷ lệ lợi nhuận? Đúng vậy, đó chính là tỷ lệ lợi nhuận. Nếu cậu sử dụng linh hoạt tỷ lệ lợi nhuận, thì sẽ giải quyết được những vấn đề của mình. Kim Min Suk nuốt nước bọt trước lời nói của Giang Un Gu rằng vấn đề của anh sẽ được giải quyết và đợi Giang Un Gu tiếp tục câu chuyện. Ngồi yên lặng từ lúc đến giờ, Choi Kyung Won lặng lẽ mỉm cười như thể đã khá hiểu chuyện và gật đầu tán thành. Giang Un Gu đưa chén không cho Kim Min Suk rót rượu và tiếp tục nói. Min Suk à, cậu đã nghe nói về lãi kép chưa? Lãi kép? Kim Min Suk đã nghe rất nhiều lần về lãi kép và tiền ông cũng đã một lần sử dụng từ lãi kép này, nhưng anh không có ý niệm rõ ràng về ý nghĩa của từ đó. Lãi kép? Cậu nói lãi kép hả? Ma thuật lãi kép. 1. Hãy tin vào sức mạnh của lãi kép. Min Suk à, nếu cậu đã quyết tâm chuẩn bị cho tuổi già thì bắt đầu từ bây giờ có một thứ cậu phải biết được, đó là lãi kép. Trong nghề của mình, người ta không gọi là lãi kép mà gọi là ma thuật lãi kép. Ma thuật lãi kép? Không nói trước gì câu hỏi của Kim Min Suk, Giang Un Gu quay người ra, lấy ra chiếc máy tính đặt lên bàn.
Cậu biết thứ có sức mạnh nhất trên thế giới này là gì không? Nhà khoa học thiên tài Albert Einstein đã từng nói rằng sức mạnh to lớn nhất trong vũ trụ này chính là lãi kép. Còn nữa, nhà khoa học này cũng nói rằng phát kiến vĩ đại nhất của thế kỷ 20 chính là lãi kép. Sau khi Jae Kyung-won giúp anh đặt miếng thịt lên trên lá xà lách và chấm nước tương, Jang Eun-gu tiếp tục câu chuyện. Đa phần mọi người đều nghĩ lãi kép chẳng có gì quan trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, nó lại có sức mạnh ghê gớm. Do hầu hết, mọi người không hiểu rõ lãi kép và cũng không biết cách sử dụng nó hiệu quả nên mới suy nghĩ thiển cận về lãi kép. Mình hỏi cậu một câu. Nếu cậu tham gia vào một sản phẩm với mức lợi suất là 10%, thì sau 25 năm, tỷ suất lợi nhuận lũy kế sẽ là bao nhiêu? 10%? 25 năm à? Sẽ là 250%? Đáp án chính xác. Được, nếu cậu tiếp tục đầu tư vào sản phẩm tín dụng 10% và cậu không lấy lãi hàng năm, thì sau 25 năm, tỷ suất lợi nhuận lũy kế sẽ là bao nhiêu? Cậu nói vậy là sao? Không phải cũng là 250% à? Ngồi nghe từ lúc đến giờ, Jae Kyung-won giờ mới tiếp chuyện. Haha, hóa ra cậu không hiểu Eun-gu nói gì rồi. Cái mà cậu trả lời lúc đầu đó chính là lãi đơn. Lãi đơn chính là số tiền có tính lãi suất từ số vốn ban đầu. Còn câu hỏi thứ hai mà Eun-gu hỏi cậu là về lãi kép. Lãi kép là số tiền được tính lại từ số tiền lãi phát sinh từ tiền vốn cộng với số tiền lãi từ số tiền vốn ban đầu, tính thêm tiền lãi từ số vốn đó. Cậu hãy nhìn kỹ biểu đồ tớ vẽ này. Jae Kyung-won bắt đầu vẽ nhanh trên mảnh giấy mà anh vừa dùng. Ví dụ, khi cậu tiết kiệm được 1 triệu won với mức lãi suất là 10% trên một năm, thì vào năm đầu tiên, lãi tương ứng với 1 triệu won đó, dù là lãi đơn hay lãi kép sẽ giống nhau. Nhưng bắt đầu từ năm thứ 2 trở đi, cậu sẽ thấy khác. Lãi đơn thì mức lãi suất vẫn chỉ ứng với 1 triệu won, nhưng lãi kép thì sẽ là số tiền phát sinh từ mức lãi suất 10% trên năm ứng với 1,1 triệu won do gộp tiền vốn 1 triệu won ban đầu với 100.000 tiền lãi. Hay nói cách khác, tiền lãi ở năm thứ 2 vẫn chỉ là 100.000 won, còn lãi kép sẽ là 110.000 won. Nếu tiếp tục tính như vậy, trong vòng 3 năm thì số tiền lãi đơn sẽ là 300.000 won, còn lãi kép sẽ là 330.000 won, chênh nhau 33.000 won. Sau khi nghe lời giải thích của Jae Kyung-won, anh đã hiểu hơn về lãi kép. Ừ, nhìn vào biểu đồ sẽ thấy thời gian càng lâu thì sự chênh lệch càng lớn. Nếu vậy, tính 25 năm thì sẽ có khoảng cách xa giữa lãi đơn và lãi kép. Xem nào, lãi kép sẽ gấp khoảng 3-4 lần so với lãi đơn nhỉ? Kim Min Suk gật đầu rồi nhìn Jang Eun-gu, anh không nói gì mà lấy máy tính ra tính thử. Kim Min Suk nghi ngờ chính mình về con số đang hiện ra trên máy tính. 10,8347. Dù anh có thử tính toán trực tiếp trên máy tính thì kết quả vẫn y nguyên. Mức lãi suất 10% trên một năm, nếu tính lãi kép sau 25 năm sẽ gấp 11 lần so với số vốn ban đầu ư? Jang Eun-gu không nói gì, mỉm cười và nhìn thẳng vào Kim Min-suk. Người cạnh anh, Jae Kyung-won cũng lấy máy tính ra, vừa gõ gõ, vừa thêm vị vào câu chuyện. Nếu mức lãi suất là 20% trên năm, sau 25 năm tính theo lãi kép thì xem nào, sẽ gấp khoảng 95 lần đấy. Nhỏ hơn mình nghĩ à? Sau khi nói vậy, anh và Jang Eun-gu cùng nhau cạn ly. Đầu óc Kim Min-suk như đang có hàng nghìn ngôi sao bao quanh. Anh cảm thấy máu mình sôi sục. Đó là cảm giác mơ hồ mà tối qua khi anh nghĩ mình đã bỏ sót một cái gì dường như đã được lấp đầy. 95 lần trong vòng 25 năm. Nếu mình tiết kiệm 1 triệu won với mức lãi suất 20% một năm trong vòng 25 năm thì mình sẽ có 950 triệu won còn gì. Nếu mức lãi suất là 20% thì không còn gì lo cho tuổi già nữa rồi. Này, hôm nay để mình trả, mình đã tìm ra được đáp án cho câu hỏi tuổi già rồi. Ha ha ha.
Tiếng cười bất ngờ của Kim Min Suk khiến cho những vị khách ở bàn bên đều quay sang nhìn về phía anh. Hai người bạn của anh cũng ngạc nhiên không kém. Choi Kyung Won nhìn sang Jang Eun Woo rồi nói một cách lo lắng. Này, hình như bọn mình làm cho mọi người chú ý rồi. Mấy người ngồi đằng kia đang nháo nhào thì phải. Min Suk à, cậu tỉnh lại đi, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Cảm ơn các bạn, mình sống rồi, nhờ các bạn đấy. Ha 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 ha. Hai người bạn nhìn nhau rồi cũng phá lên cười. Trước tiếng cười của hai người bạn, Kim Min Suk bàng hoàng. Này các sư phụ, sao vậy? Đệ tử hiểu quá nhanh nên các sư phụ ngạc nhiên à? Cái thằng này, vẫn còn mấy ngọn núi nữa cậu phải vượt qua đấy. Vậy mà cậu cứ la lên như kiểu mình đã leo lên đến đỉnh núi vậy. Sao? Cậu bảo vẫn còn mấy ngọn núi nữa phải vượt qua. Không phải là mọi việc đã được giải quyết bằng lãi kép sao? Min Suk à, không lẽ cậu đủ tự tin để nâng tỷ suất lợi nhuận và đầu tư với mức lãi 20% một năm trong suốt 25 năm à? Kim Min Suk quên mất những gì mình định nói, anh lại trở nên ủ rũ. Ma thuật lãi kép. 2. Sức mạnh của lãi kép đến từ đâu? Min Suk à, thực ra việc có nâng được mức lãi suất lên 20% hay không không quan trọng. Trước tiên, nếu cậu đã tin vào sức mạnh của lãi kép thì cậu phải hiểu được sức mạnh của lãi kép xuất phát từ đâu. Có như vậy, cậu mới ứng dụng được hiệu quả sức mạnh đó đúng không? Ba người cùng cụm ly rồi uống hết một hơi, bộ dạng của Kim Min Suk vẫn như cây cỏ héo. Sức mạnh của lãi kép ẩn chứa từ hai nguồn, đó chính là tỷ suất lợi nhuận và thời gian. Hẳn là cậu đã hiểu về sự khác biệt giữa kết quả lãi suất 10% và 20% mà lúc trước mình và Kyung Won đã nói. Sự chênh lệch về tỷ suất lợi nhuận giữa 10% và 20% một năm chỉ là 2 lần thôi, nhưng sức mạnh của lãi kép đã khiến cho tỷ suất lợi nhuận sau 25 năm là 11 lần và 95 lần. Tỷ suất lợi nhuận với mức lãi suất là 20% trên năm sẽ lớn hơn gấp khoảng 8,8 lần so với mức lãi suất là 10% một năm. Nếu cậu so sánh chênh lệch giữa mức lãi suất 5% và 10% cũng ra kết quả tương tự. Nếu tỷ suất lợi nhuận là 5% trên năm thì trong vòng 25 năm, số lãi chỉ gấp 3-4 lần so với ban đầu. Nhưng khi tính với mức tỷ suất lợi nhuận là 10% thì sẽ là gấp 10,8 lần so với số vốn ban đầu đó. Tóm lại, nếu tỷ suất lợi nhuận càng cao thì hiệu quả của lãi suất kép càng tăng. Cậu hiểu ý mình rồi chứ? Tỷ suất lợi nhuận trong vòng 25 năm tới là 10% trên năm hay 20% lãi kép không mang lại khác biệt gì trên năm. Chúng ta không thể nói một cách chính xác, nhưng có một điểm cần lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận càng cao thì tốc độ gia tăng tài sản càng cao. Tốc độ này cũng sẽ tăng lên một cách đáng sợ. Với một người đầu tư với mức tỷ suất lợi nhuận là 5% trên năm và một người đầu tư với mức tỷ suất lợi nhuận là 10% trên năm thì ban đầu sẽ không có gì khác biệt. Nhưng cậu phải nhớ rằng sau 25 năm thì sự chênh lệch đó sẽ không thể tưởng tượng được. Đây cũng là điều hết sức quan trọng. Nếu cậu không biết điều này thì sau có hối hận cũng không kịp. Trước hết cậu phải nhớ kỹ rằng sức mạnh của lãi kép nằm ở tỷ suất lợi nhuận. Tâm trạng của Kim Min Suk như vừa từ trên trời rơi xuống đất, bây giờ mới tìm thấy điểm hạ cánh. Sau khi lật vài miếng thịt chiên chảo nướng, Choi Kyung Won tiếp lời. Nhân tố thứ hai là thời gian. Mình sẽ giải thích cho cậu hiểu, để tận dụng được tối đa hiệu quả của lãi kép thì cần có đủ thời gian. Thời gian càng dài càng tốt. Có nhiều người nói rằng lãi kép không mang lại gì khác biệt, nhưng nếu điều tra mới biết thời gian họ đầu tư với hình thức lãi kép này chỉ là 2-3 năm mà thôi. Người nào dài nhất cũng chưa đầy 5 năm. Nếu họ đầu tư như vậy thì thật khó để có thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn với hình thức lãi kép. Chờ một chút, mình có mang theo tài liệu mà mình chuẩn bị giải trình cho khách hàng. Choi Kyung Won lấy ra một tờ giấy có vẽ biểu đồ.
Cậu nhìn vào bảng này đi, khi cậu đầu tư với tỷ suất lợi nhuận là 10% trên năm thì cậu sẽ thấy thời gian càng dài thì càng thấy rõ hơn sự chênh lệch giữa lãi đơn và lãi kép. Chênh lệch này đến năm thứ 5 chỉ là 11%, nhưng đến năm thứ 10 là 59% và năm thứ 20 là 373% và đến năm thứ 30 là 1.345%, hay nói cách khác là gấp 13 lần đúng không? Dù là 5 năm đầu giống nhau thì thời gian càng lâu thì sự chênh lệch này cũng sẽ tăng lên nhanh chóng như quả cầu tuyết. Cậu nhìn thấy chứ? Thời gian với lãi kép giống như một cái cây đang trưởng thành sau khi hút được chất dinh dưỡng trong đất. Lúc đầu tốc độ này rất chậm nên có lúc ta cảm thấy khó chịu, nhưng tốc độ sẽ bắt đầu nhanh lên từ khi nào? Thời gian càng dài thì tốc độ này càng tăng. Đầu tư 2 năm, 3 năm rồi trông đợi vào kết quả của lãi kép thì chẳng khác gì một người trồng cây hái toàn bộ quả xanh, tức là chúng ta phải đợi đến khi quả chín. Thật ngốc khi hái quả xanh ăn rồi lại kêu sao quả chát thế. Nếu muốn vận dụng hiệu quả của lãi kép thì phải biết chờ đợi. Về điểm này thì việc tiết kiệm 20-30 năm chuẩn bị cho tuổi già cũng là thời gian để tạo ra hiệu quả lãi kép tối đa. Khi Minh Xúc gật đầu trước lời giải thích của hai bạn, anh chợt nhớ ra mình đã từng coi thường hiệu quả của lãi kép sau khi đưa ra kết luận rằng lãi kép không có lợi ích gì so với kỳ vọng. Hiệu quả lãi kép, tỷ suất lợi nhuận và thời gian. Đây đúng là điểm xuất phát đầu tiên của việc chuẩn bị cho tuổi già. Bạn nên chuẩn bị cho tuổi già càng sớm càng tốt. Minh Xúc à, cậu cần nhớ một điều quan trọng nữa. Lời nói của Choi Kyung-won làm Kim Min-suk thoát khỏi suy nghĩ của mình. Cái gì? Min-suk, cậu nghĩ là cậu phải chuẩn bị cho tuổi già của mình bắt đầu từ khi nào? Xem nào, mình nghĩ thì là ngoài 40 tuổi. Nhưng mà vừa nhẩm tính thì mình nghĩ việc tiết kiệm tiền vào thời điểm này không dễ dàng gì. Đó là sự thật. Trong việc chuẩn bị cho tuổi già, tuy không quy định riêng về độ tuổi, nhưng sớm ngày nào hay ngày đó, câu trả lời chính xác là nên bắt đầu càng sớm càng tốt. Choi Kyung-won lấy ra một bảng biểu khác cho anh. Nhìn vào biểu đồ, Kim Min-suk giật mình vì biểu đồ này cũng chính là biểu đồ mà tiên ông đã chỉ cho anh. Anh nhìn chằm chằm vào Choi Kyung-won và nghĩ rằng, không lẽ cậu ấy lại là tiên ông của mình à? Choi Kyung-won lại bắt đầu giải thích. Min-suk à, bảng biểu này sẽ cho cậu thấy số tiền thay đổi theo từng thời kỳ chu bị như thế nào khi cậu đầu tư 100 triệu won với nhiều loại tỷ suất lợi nhuận. Ở đây, thời gian đầu tư được hiểu là thời gian mà một người bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già cho đến khi nghỉ hưu. Giả sử cậu... Mình hiểu rồi, mình đã từng thấy biểu đồ này trước đây. Kim Min-suk chợt nhớ lại nội dung nói chuyện với tiên ông. Được rồi, dù cậu biết rồi thì hãy nghe thêm lần nữa. Hãy giả định mình và cậu mỗi người có 100 triệu won để chuẩn bị cho tuổi già. Mình đầu tư với mức tỷ suất lợi nhuận là 10% trong vòng 30 năm, 5 năm trước cho đến 25 năm sau. Còn cậu đầu tư trong vòng 25 năm bắt đầu từ giờ với tỷ suất lợi nhuận là 10%. Số tiền mà mình có sau 30 năm nữa sẽ là 1 tỷ 740 triệu won. Trong khi đó, số tiền mà cậu có sau 25 năm nữa sẽ là 1 tỷ 80 triệu won. Số chênh lệch trong 5 năm là 620 triệu. Quá nhiều đúng không? Nếu cậu chuẩn bị 100 triệu won cho tuổi già thì đừng nên chần chừ nữa mà hãy đầu tư ngay từ bây giờ để có lợi hơn. Thế mới nói, chuẩn bị sớm dù chỉ 1-2 ngày thôi sẽ tốt hơn rất nhiều. Kim Min-suk không khỏi ngạc nhiên vì số tiền 620 triệu won chỉ trong thời gian 5 năm. Tớ sẽ đặt thêm một câu hỏi nữa. Giả sử cho đến khi cậu nghỉ hưu vẫn còn 30 năm nữa, trường hợp 10 năm đầu tiên, mỗi năm cậu phải thanh toán 10 triệu won. 20 năm sau, cậu sẽ chỉ đầu tư được với số tiền mà không cần phải thanh toán thêm các khoản nào nữa. Và trường hợp cậu không phải chi trả gì trong 10 năm đầu tiên, và từ 10 năm đó, trong vòng 20 năm, năm nào cậu cũng phải trả 10 triệu won, thì trong trường hợp nào cậu sẽ có nhiều tiền hơn sau 30 năm? Giả sử mức lãi suất là 10%.
Ý cậu là so sánh giữa việc tiết kiệm 100 triệu won, từ 10 triệu won mỗi năm trong vòng 10 năm, và việc tiết kiệm 200 triệu won với 10 triệu won trong vòng 20 năm đúng không? Kim Min-suk rót rượu vào chén của Choi Kyung-won và suy nghĩ cẩn thận. Trường hợp đầu sẽ mang lại kết quả tốt hơn. Nhưng dù sao, việc phải tiết kiệm gấp 2 lần số tiền ở phương án 2 cũng không có gì tốt. Thấy Kim Min-suk không trả lời, Choi Kyung-won vừa cười vừa nói, đáp án chính là phương án đầu tiên theo như cậu đoán. Thử tính nhé. Choi Kyung-won vẽ ra biểu đồ như sau. Kim Min-suk nuốt nước bọt ực một cái sau khi nhìn vào bảng biểu mà Choi Kyung-won vẽ ra. Trên bảng hiện ra sự chênh lệch quá lớn mà anh không thể tưởng tượng được. Ngạc nhiên chứ, nếu cậu đầu tư với mức lãi suất là 5% thì hai kết quả này sẽ gần giống nhau. Đương nhiên là không thể bỏ qua số tiền vốn của phương án đầu chỉ bằng một nửa so với số vốn của phương án 2. Nếu đầu tư với mức 10% thì số tiền vốn đầu tư chỉ bằng một nửa nhưng kết quả lại ra mức chênh lệch gấp 2 lần. Nếu đầu tư với mức 15% thì mức chênh lệch sẽ hơn 3 lần. Vì vậy, dù tổng số tiền tiết kiệm chỉ bằng một nửa nhưng nếu bắt đầu sớm hơn 10 năm thì rõ ràng có lợi hơn rất nhiều đúng không? Rốt cuộc ý cậu là để đuổi kịp được các cậu, người đã bắt đầu chuẩn bị cho tuổi già trước mình 10 năm thì mình sẽ phải tiết kiệm nhiều hơn các cậu gấp mấy lần chứ gì? Kim Min-suk kéo dài giọng ra, anh đã nhận ra sự thật, Jang Un-gu, người chủ bị cho tuổi già sớm hơn anh 10 năm đã vượt hơn anh rất nhiều mà anh không thể đem ra so sánh được. Giá cả, kẻ thù đáng sợ khi chuẩn bị cho tuổi già. Gắp những miếng thịt đã nướng chín trên vỉ da, Jang Un-gu nói tiếp, Min-suk, cậu nghĩ đâu là kẻ thù đáng sợ khi chuẩn bị cho tuổi già? Kẻ thù khi chuẩn bị cho tuổi già? Xem nào, mình không hiểu ý cậu. Kẻ thù lớn nhất khi chuẩn bị cho tuổi già chính là giá cả. Đa phần mọi người đều nghĩ đến việc chuẩn bị cho tuổi già, nhưng lại thường rơi vào sai lầm khi không xem xét đến vấn đề giá cả. Do vậy, họ có thể rơi vào tình trạng nguy kịch mà không thể quay đầu lại được. Giá cả đúng là đáng sợ, đây là việc mà người bình thường không hay nghĩ tới. Hiệu quả của lãi kép mà lúc nãy mình nói cũng chịu chi phối bởi yếu tố giá cả. Giả sử cậu tham gia tiết kiệm dài hạn với mức lãi suất là 4,5% một năm, thì tỷ suất lợi nhuận sau thuế sẽ còn khoảng 3,8% đúng không? Nếu vậy, sau 25 năm, tài sản cậu có được sẽ gấp khoảng 2,5 lần. Tuy nhiên, giả sử lạm phát hàng năm tăng lên là 3%, thì sau 25 năm nữa thì sẽ khoảng 2,1 lần so với giá cả hiện tại. Kết cục, trong vòng 25 năm, với mức lãi suất là 4,5% một năm, nếu tính cả giá cả thì tài sản sẽ tăng lên chẳng đáng là bao đúng không? Thì ra là vậy, mọi người thường nghĩ khi phát sinh lãi suất và số tiền đầu tư tăng thì số tài sản cũng tăng lên, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác so với ảo tưởng đó. Dù số tiền đầu tư có tăng lên, nhưng cùng với đó giá cả cũng tăng lên mà sức mua không có gì thay đổi thì chỉ bảo lưu lại giá trị tài sản mà thôi, chứ không phải là tài sản được tăng lên. Hiểu rồi, đây là điều mà tớ chưa từng nghĩ bao giờ. Kim Min-suk nghĩ rằng mình thật là người thiếu hiểu biết. Mình có cần nói một cách nghiêm trọng hơn không? Vừa nãy mình nói rằng giá cả sau 25 năm tăng lên khoảng 2,1 lần thì số tiền tiết kiệm dài hạn sẽ tăng lên 2,5 lần. Nhưng ở đây lại ẩn chứa một điểm gây ảo tưởng nữa. Sao? Cậu nói gì? Min-suk à, giả sử số tiền cậu cần để đảm bảo cuộc sống về già, giả sử sau 25 năm nữa tính theo giá hiện tại là 500 triệu won đi. Trường hợp bảo lưu 500 triệu won này tại thời điểm hiện tại và trường hợp sau này sẽ dùng 500 triệu won làm tiền tiết kiệm hàng tháng sẽ hoàn toàn khác nhau. Nếu bây giờ chúng ta giữ 500 triệu won này thì giống như lúc trước mình nói số tiền lãi sẽ bù cho phần tăng giá nên việc chuẩn bị cho tuổi già có thể được thực hiện. Tuy nhiên, nếu cậu bắt đầu thực hiện tiết kiệm từ bây giờ và định dành dụm trong vòng 25 năm thì cậu sẽ phải tiết kiệm khoảng 1 tỷ 50 triệu won chứ không phải là 500 triệu won hiện tại. Cậu nói gì? Mình chẳng hiểu gì. Mình đã nói là
giá cả sẽ tăng lên 2,1 lần trong vòng 25 năm đúng không? Nếu hiện tại tính ra cậu cần 500 triệu won cho tuổi già, thì sau 25 năm nữa, cậu sẽ phải cần tới 1 tỷ 50 triệu won, tức gấp 2,1 lần của 500 triệu won. Vì khi đó, cậu sẽ phải áp dụng giá cả mới. Nếu giờ cậu có 500 triệu won, thì với mức lãi 2,5 lần sẽ bù lỗ cho khoản giá cả leo thang. Nhưng nếu không có thì chỉ còn lại hậu quả do giá cả tăng lên 2,1 lần mà thôi. Trời đất ơi, chờ chút đã, cuối tuần vừa rồi tôi cũng đã thử tính mà. Nếu theo giá cả hiện tại thì mình cần tối thiểu là 2 triệu won một tháng cho tuổi già. Giả sử số tiền mình nhận được từ hưu trí quốc gia là 500.000 won thì khi về già, theo mình nhớ là cần 540 triệu won. Nhưng nếu ở đây là 2,1 lần, nếu vậy, số tiền mình cần tiết kiệm được trong vòng 25 năm tới lên tới 1 tỷ 134 triệu won. Vậy mỗi tháng mình phải tiết kiệm bao nhiêu? Kim Min Suk nghĩ rằng chỉ cần tiết kiệm là đã giải quyết được một nửa vấn đề, nhưng anh cảm thấy vấn đề tuổi già còn nghiêm trọng hơn và bắt đầu hỏi lại. Nếu tiết kiệm trong vòng 25 năm bằng hình thức tiết kiệm dài hạn mà không tính đến hiệu quả lãi kép với tỷ suất lợi nhuận sau thuế là 4% một năm thì mỗi tháng chúng ta sẽ được khoảng 2 triệu 520.000 won. Cái gì? Điều đó thật vô lý. Cậu nói xem có bao nhiêu người có thể tiết kiệm những 2 triệu 520.000 won một tháng để chuẩn bị cho tuổi già. Làm sao có việc vô lý đến vậy? Đời thật mù mịt. Min Suk, cậu đừng quá khích như thế, mình vẫn chưa nói xong mà. Khi nghĩ đến việc chuẩn bị cho tuổi già mà chúng ta chỉ tính đến các yếu tố như tỷ suất lợi nhuận, thời gian và giá cả thôi thì chưa đủ. Cậu còn tính các khoản hỗ trợ như hỗ trợ hưu trí quốc gia, hỗ trợ hưu trí cho công nhân viên chức, các tài sản hiện có, hoặc kể cả những tài sản tiết kiệm đến khi tuổi già cũng có thể giúp ích lớn đấy. Rồi khi về hưu, cậu vẫn có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách đi làm đúng không? Nếu xem xét tới tất cả các yếu tố này thì sẽ giảm thiểu phần nào áp lực về tài chính chuẩn bị cho tuổi già. Chỉ là thay vì nhìn sự việc quá lạc quan thì chúng ta nên tính toán một cách chắc chắn. Ungu, nhưng mà sau 25 năm nữa, nếu mình có 1 tỷ 134 triệu won thì không phải mình sẽ có tiền lãi phát sinh nữa sao? Nếu tính thêm cả số tiền lãi này thì không phải sẽ chỉ cần tiết kiệm ít đi không được à? Đây là một lời phản biện rất hay. Nếu hệ số lãi suất phát sinh từ khoản tiền 1,1 tỷ mà cậu chuẩn bị sau 25 năm nữa cao hơn hệ số lạm phát thì số tiền chuẩn bị sẽ được giảm đi như lời cậu nói. Nhưng hiện tại đang là thời đại lãi suất thấp nên hầu như không có chênh lệch giữa hệ số lạm phát và hệ số lãi suất sau thuế, thậm chí lãi suất thực tế còn âm. Nhưng sau 25 năm nữa thì sao? Vấn đề hiện nay là tỷ lệ sinh thấp và giảm sút tiềm năng tăng trưởng, và sau này xã hội của chúng ta sẽ trở thành xã hội có dân số già. Nếu vậy, tỷ trọng dân số già sẽ cao, khả năng hoạt động kinh tế giảm đi và tỷ lệ tăng trưởng sẽ thấp đi đúng không? Tỷ lệ lãi suất thường cao hơn so với tỷ lệ tăng giá là tỷ lệ lạm phát. Nhưng khi thời đại lãi suất thấp, tăng trưởng thấp trở thành thực sự thì chênh lệch giữa tỷ lệ lãi suất và lạm phát sẽ có khuynh hướng giảm mạnh. Nếu bây giờ chúng ta dựa vào chênh lệch đó mà chỉ chuẩn bị cho tuổi già, chẳng phải sẽ khôn ngoan hơn hay sao? Bắt đầu từ bây giờ, anh phải tiết kiệm 2 triệu 520.000 won một tháng, thì sau 25 năm nữa, anh mới có thể chi tiêu với mức sinh hoạt phí là 2 triệu won một tháng với giá trị hiện tại. Đây là điều khiến cho Kim Min Suk ngạc nhiên.